câu lạc bộ Super BMAT Bắc Ninh hiện tại là đạt 100% đấy. Từ khi thành lập câu lạc bộ và sinh hoạt đều đặn hàng tuần thì mọi người đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Tiến bộ thứ nhất đó là kiến thức và kỹ năng bán hàng, các tư vấn viên đều được nâng cao bởi sự cởi mở, trao đổi và chia sẻ thường xuyên. Cái thứ hai đó là cái tính kỷ luật, thì mỗi cá nhân đều phải thiết lập kế hoạch rõ ràng cho riêng mình và được sự giám sát và bám sát mục tiêu đó. Cái thứ ba đó là cái tinh thần tích cực, các thành viên ngày càng năng động, sôi nổi, đoàn kết hơn và cùng nhau giúp đỡ hoàn thành tốt công việc. Khi nhận nhiệm vụ trở thành đội trưởng của câu lạc bộ, tôi biết rằng đây là sự tín nhiệm mà ban lãnh đạo đã dành cho tôi. Vì vậy tôi thấy rất là tự hào và vinh dự, nhưng áp lực cũng không hề nhỏ. Tôi luôn cố gắng trau dồi bản thân mình để hoàn thành tốt vai trò của một người đội trưởng, hỗ trợ các thành viên trong đội một cách tốt nhất, hoàn thành sứ mệnh của câu lạc bộ Siêu Cân Âm. Tất cả các tư vấn viên thì luôn hướng đến mục tiêu là MDRT. Nhưng chỉ từ khi Bắc Ninh thành lập siêu câu lạc bộ Con Ong MDRT thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, từ mục tiêu là gì cho đến cách thức hoàn thành từng mục tiêu đó. Và MDRT đã trở thành câu chuyện của một tập thể chứ không phải là một cá nhân nữa. Khi tập thể đồng lòng hỗ trợ nhau sát sao thì mọi thứ không chỉ đi nhanh hơn mà còn đi xa hơn trên con đường đến với các danh hiệu danh giá. Siêu câu lạc bộ Con Ong MDRT là một trong những câu lạc bộ danh giá nhất tại Văn Phòng và nó có ý nghĩa rất là lớn đối với tôi. Khi tham gia câu lạc bộ này cũng giống như mình được lựa chọn và trường chuyên lớp chọn vậy, đang được định hướng để trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất, được học tập trong một môi trường toàn học sinh giỏi rõ ràng là hết sức là tuyệt vời rồi. Và câu lạc bộ là nơi hội tụ tất cả những tinh hoa tinh túy nhất của AA, mà mỗi tinh hoa thì lại có những cái bí quyết bán hàng rất riêng và hiệu quả. Được giao lưu với những người giỏi nhất thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều những cái điều hữu ích trong công việc là gặp gỡ khách hàng và chốt hợp đồng. Tuyệt vời nhất là câu lạc bộ giúp bản thân tôi có thể là biết cách quản lý và thực hiện những cái hành vi sống còn một cách tốt hơn. Câu lạc bộ Super Bee MDRT đã hỗ trợ tôi và các thành viên khác cả về tinh thần cũng như là kỹ năng để nâng cao doanh số và thách thức bản thân càng ngày càng tiến bộ hơn nữa. Mục tiêu của tôi là trở thành MDRT trọn đời và các hoạt động chiến lược của câu lạc bộ Super Bee MDRT đã giúp tôi dần đến với mục tiêu đó. Văn phòng Bắc Ninh, IA Việt Nam. Tự tin. Chắc